không hiểu tại sao lại có người anti được chị ấy nữa, chịu luôn á. Nhưng mà chị già thì nhìn vậy thôi, chị rất là tâm hồn, chị rất là mỏng manh lắm và rất là hay tâm sự với vợ em. Và mọi người ơi, chị già dễ thương lắm, và mọi người cứ như vậy để chị khóc thì thật sự là em cũng rất là buồn. Thì mình thì cũng có người ghét và người thích thôi, và nếu như mà bị thì em cứ sống thật với bản chất của mình thôi. Mình đâu có làm gì sai trái đâu mà phải sợ, đúng không? Dạ. Con thì Khoa đang có mặt tại buổi ra mắt phim Trái Tim Quái Vật, thì được anh Quang Huy mời để cũng có hợp tác với anh Tim Tết, thì hai anh em cũng quen biết thì hôm nay anh ấy mời tới. Và cảm giác của mình bây giờ đang là một cảm giác rất là mong ngóng để lên coi bộ phim, tại thật sự là cũng lâu rồi chưa đi coi phim. Và hôm nay thì nghe đây là một bộ phim nghe nói là rất là gay cấn và kịch tính, nhưng mà hôm nay dẫn vợ đi theo và hy vọng rằng cho con nó tập quen với lại những cái gây cấn của trong bộ phim đi, tại dù gì bố đóng phim mà. Nhưng mà định là hết dịch, chúng ta hết dịch rồi, bây giờ hai người tới chức đám cưới. À chắc là tụi em phải qua năm, bởi vì là bây giờ thì vợ em có bầu cũng hơn 7 tháng rồi, và cứ qua năm đi để cho cứng cáp rồi cưới. Dạ. Hôm qua kỳ vọng nhờ cái nhân vật nào trong phim này? Dạ. Ờ, thật sự thì nhìn những dàn diễn viên thì ai mình cũng kỳ vọng hết đó, bởi vì là dàn diễn viên thì ai cũng diễn xuất đỉnh hết rồi, thì hy vọng rằng bây giờ là cái tổng thể bộ phim nó thế nào thôi. Thế mà bà xã có bầu thì có hành mình nhiều không? À, nói chung là cũng hành một ngày đủ 24 tiếng thôi, cũng không hành nhiều. Nó thay đổi cuộc sống, thay đổi 180 độ đấy. À không, 360 độ chứ. Có những lúc thì chuẩn bị đi tắm thì thấy vợ đang rất là cười tươi, tắm ra cái thấy đang rưng rưng khóc, hỏi sao khóc, không có gì hết anh ạ. Nói chung là cảm xúc lúc nắng lúc mưa đó, nhưng mà vậy cũng là một cái hay, mình phải có kinh nghiệm để sau này một hai đứa nữa thì mình có kinh nghiệm hơn, đứa đầu cầu gì cũng bỡ ngỡ mà. Để chị thấy thế thì Khoa dự định là khoảng bao nhiêu đứa cưới thì chắc là phải qua năm mà để con em nó cứng cáp, cái dù gì thì con nó cũng nhìn thấy bố mẹ cảnh đang trong đám cưới thì em rất là thích như vậy. Nhưng mà ý là dự định là khoảng bao nhiêu đứa em bé, khoảng bao nhiêu con? Khoảng bao nhiêu con ấy, thì cái đấy thì mình không thể biết được chị ạ. Thì cứ chữa tới đâu thì đẻ tới đấy thôi. Dạ. Nhưng mà bà xã có bị ngén nhiều không? Dạ, vợ em thì cũng không bị ngén nhiều và cũng tăng cân ít thôi. Nói chung là cũng vừa và cảm giác như có bầu còn ngon hơn là lúc chưa có bầu chị ạ. Ừ, lúc chưa có bầu ốm lắm, tại hay đi theo em thì đi quay với em thì nắng mưa đó rồi ốm, còn từ lúc có bầu thì ở nhà cho nên là thấy nhìn càng ngày càng ngon. Thưa quý vị, giờ chính thức công chiếu bộ phim sẽ là thích thì đa phần thì em hay những ngày được nghỉ thì em hay tự nấu đồ ăn cho vợ em ăn. Thì em thì chủ yếu nấu những món ngoài Bắc, những món ở quê, những món đồng á, thì nói chung là hai đứa em thì cũng rất là hợp khẩu vị nhau. Và nói chung là cũng thỉnh thoảng cũng ăn bún đậu. Có ăn bún đậu. Dạ. Thôi, vợ mình có buồn khi mà đám cưới đó bị hoãn lại không? Thật sự thì lúc đầu thì cũng hai đứa dự tính là trong năm nay, nhưng mà bây giờ thì do dịch bệnh với lại đám cưới thì tụi em phải tổ chức cả ngoài quê nữa. Nhưng mà cũng không có buồn gì đâu, đấy là cái duyên số mà. Năm nay không cưới thì mình sẽ có thời gian chuẩn bị lâu hơn. Và cái em rất là vui bởi vì là mình con mình được dự đám cưới của mình nữa. Dạ. Nhưng mà là bún đậu xuống tới Cần Thơ rồi đúng không? Dạ, không giấu gì tất cả mọi người, hơn 10 máy quay ở đây thì em mới mở một quán bún đậu ở Cần Thơ ạ. Và cũng được mọi người ủng hộ rất là nhiều, thì hy vọng rằng mọi người sẽ hợp với khẩu vị, bởi vì là bún đậu của em ở dưới miền Tây nhưng mà hương vị là chuẩn ngoài Bắc luôn, và
chấm mắm phát là nhớ tới mặt em liền. Ngày đầu khai trương thì mọi người ủng hộ rất là đông và mọi người cũng khen cái mắm này, cái đó là mình cũng rất là yên tâm, bởi vì chỉ sợ là cái mắm không hợp thôi. Từ ngày có vợ rồi cuộc sống mình có thì thay đổi xáo trộn nhiều không ta? Từ ngày có vợ thì nó khác với lúc chưa có ạ. Nói chung là mọi người phải có vợ đấy mọi người mới biết được. Chứ kể thì có thể là kể từ giờ tới sáng mai cũng không hết được những cái mà nó thay đổi đâu. Nhưng mà những cái cơ bản đi. Những cái cơ bản. Dạ, ăn ngủ ạ. Đi chơi và công việc nữa. Chung là ngày xưa thì chỉ lo cho bản thân mình, rồi khi yêu nhau thì lo cho người yêu nữa. Bây giờ phải lo cho vợ và lo cho con nữa. Thì nhiều người lo, để lo như vậy thì mình sẽ bận rộn hơn và mình sẽ phải sắp xếp công việc nhiều hơn. Dạ. À, sắp tới thì phim thì em có một phim Tết là Lật Mặt Năm ạ, thì cũng đang rất là hóng chờ, thì cũng bị đợt dịch thì 30, đúng là chiếu vào 30 tháng 4, nhưng mà do dịch thì phải rời tới Tết, và hy vọng rằng sẽ mang tới một bộ phim thật là hấp dẫn, thật là kịch tính tới tất cả quý vị khán giả coi trong những ngày Tết. Một năm quá nhiều biến động thì hy vọng rằng Tết năm nay thì mọi thứ sẽ được ổn định và mọi người sẽ có thời gian để mình thư giãn. Thật sự thì ai cũng có người này người kia hết, bản thân em cũng vậy thôi, không ai mà có ai cũng thích hết đó. Thì chị Dạ thì không hiểu tại sao lại có người anti được chị ấy nữa, chịu luôn đó. Nhưng mà chị Dạ thì nhìn vậy thôi, chị rất là tâm hồn, chị rất là mỏng manh lắm và rất là hay tâm sự với vợ em. Và mọi người ơi, chị Dạ dễ thương lắm. Và mọi người cứ như vậy để chị khóc thì thật sự là em cũng rất là buồn, bởi vì là hai chị em cũng làm việc chung với nhau nhiều và biết chị lo nhiều thứ lắm, lo chồng rồi lo con cái học hành rồi đi làm nữa. Dạ, nhưng mà vì anh đi fan như vậy, nếu như Khoa thì Khoa sẽ đối mặt và xử lý nó như thế nào? Thì mình thì cũng có người ghét và người thích thôi, và nếu như mà bị thì em cứ sống thật với bản chất của mình thôi. Mình đâu có làm gì sai trái đâu mà phải sợ, đúng không? Dạ. Còn ai ghét mình thì kệ người ta. Người ta ghét mình thì mình cũng không nên ghét lại, bởi vì mình sống là phải bao dung một chút xíu. Đấy chị. Dạ. Bạn xử lý như thế nào về những comment mà không thích bạn? Comment thì nhiều lắm, nhưng mà thường thường thì em không có trả lời. Nhưng mà cái gì mà quá đáng quá thì em cũng trả lời lại, mà nó cũng nhẹ nhàng thôi. Và những comment mà thường mà em buồn nhất là những comment nói về gia đình em và vợ con em rồi bố mẹ em, thì lâu lâu ấy, chắc ai cũng phải bị thôi, nhưng mà cái đó thà nói mình thì sao cũng được, nhưng mà nói về những người thân của mình thì thật sự là mình cũng rất là buồn, bởi vì là các bạn thử đi, có ai nói các bạn như vậy hay nói người thân các bạn như vậy, các bạn cũng buồn như Khoa thôi. Mình chỉ buồn thôi, mình không có phản ứng gì hết. Dạ, buồn thôi chị ơi, chứ biết làm sao bây giờ. Mình cứ cố gắng thôi, mình làm việc thì cũng cố gắng hết sức mình rồi. Và có người ghét thì ai mà cũng không ai mà hoàn hảo hết, và không ai được mà tất cả mọi người thích hết á. Cảm ơn Khoa nhiều. Cảm ơn Khoa nhiều. Dạ. Được chứ. Dạ, được chứ, em đi nhiều lắm. Nhưng mà tại bây giờ sắp sanh rồi, tranh thủ đi, mai mốt nằm mổ không được đi nữa. Trong quá trình thai kỳ mình có thay đổi về bệnh gì không? Dạ, cũng có. Nhưng mà em hay cảm mặt thôi, còn ngén thì em không có bị. Em cũng khỏe lắm. Có ghét những cái món nào ngày xưa mà bây giờ lại thích? Dạ không, tại vì ăn thì anh Khoa anh nấu cho em ăn rồi, cho nên không ghét món gì hết. Nhưng mà nghe nãy nghe Khoa nói là bạn hay mít ướt, như kiểu là vô tới hơn ra là cái đó là cái đó. Dạ, dạ đúng. Hồi trước là mình không có. Hồi trước thì cũng mít ướt, nhưng mà bây giờ mít ướt hơn ạ. Lâu lâu hay tự suy nghĩ xong rồi tự khóc, rồi chắc là do có bầu cũng vậy. Chứ hồi trước thì có chuyện gì quan trọng mới khóc. Làm gì cũng có nổi tiếng á thì đi đâu cũng bị chú ý. Dạ lúc đầu có, lúc đầu buồn cũng khóc nhiều, nhưng mà biết rồi cũng quen, tại vì có anh Khoa anh an ủi rồi anh kêu là quan trọng là hai đứa yêu nhau, thương nhau thôi, còn những người ta nói gì kệ người ta không sao. Chia sẻ một số chuyện sau khi lập gia đình đấy, Khoa khi dạ. Khoa đối xử với em như thế nào? Dạ, anh Khoa thì lúc đầu cũng thương em hết, nhưng mà từ khi có em bé thì thương nhiều hơn, được cưng nhiều hơn. À, mỗi lần mà kiểu như em cảm mà em hắt xì á là ảnh khó chịu lắm, ảnh như là ảnh sợ con ảnh bị cái gì á nên ảnh hay la. Nên là 7 tháng là bật ướt rồi
gái, con 7 tháng rưỡi. 7 tháng rưỡi. Cảm ơn mọi người.